Được các nghệ nhân lấy ý tưởng từ chậu bonsai bay lơ lửng của Nhật, hoa đất sét bay cũng sử dụng lực cân bằng của từ trường. Mỗi một sản phẩm như thế này bao gồm hai phần, trong đó phần đế bằng sứ có gắn nam châm cực mạnh và cơ cấu xoay. Phần hoa đất sét có nam châm vĩnh cửu nằm ở dưới đáy, giúp hoa bay lơ lửng cách đế khoảng 2cm. Ngoài ra, các chậu hoa đất sét này còn có khả năng xoay tròn tại chỗ. Đây là hàng thiết kế riêng nên khách cũng ưa chuộng và họ đặt những sản phẩm độc đáo. Thì đơn hàng hầu như bây giờ đã dày đặc kính tới đơn hàng tới trước Tết rồi. Hiện những sản phẩm hoa đất sét bay có giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi một sản phẩm với kiểu dáng và mẫu mã khá đa dạng. Đặc biệt là nhằm phục vụ cho dịp Tết sắp đến, gồm các thiết kế theo chủ đề như mai lan cốt trúc, cầu vừa đủ xài, gia đình dạo xuân hay vườn sen, hoa đào, hoa mai.